phô mai que thì chị bán được tầm 150 cái một ngày thôi. Không biết là nó tại sao nhưng mà chị thấy trẻ con rất chi là thích ăn. Sẽ ăn từ một khối phô mai to nguyên bản, xong rồi chị sẽ chia nhỏ nó ra. Mỗi một cái phô mai sẽ được 12 gram. Đấy, sau đó chị lăn với cả bột chiên giòn. Rồi chị lại lăn thêm một lượt nữa với bột chiên xù. Rồi cho vào chiên. Phô mai thì rất chi là dễ chế biến, nhưng mà khó nhất là ở đoạn chiên. Chiên phô mai nếu như không khéo thì là sẽ bị phùi hết phô mai thỏa. Phải nhiệt độ cao, nhiệt độ thật cao, cho vào tầm độ khoảng 1 phút. Có nghĩa mình phải để ý, bao giờ mà thấy cái phô mai nó chớm lòi ra thì là sẽ được. Các bạn nước ngoài mà ở trọ trong ký túc này, các bạn cũng gian nhiều lắm. Bạn cũng ra ăn rồi mua mang về. Sinh viên Việt Nam bây giờ nó cũng phô mai que người ta cũng ăn rất là nhiều, vì là cái gì cứ phổ biến là người ta sẽ tìm tòi đến, người ta cũng ăn nhiều lắm. Khi người ta vào thì nó đa dạng các món, thì người này gọi món này, người kia gọi món kia, có khi các em nó gọi 5 món thì trong đó có món phô mai que. Đấy, ví dụ hôm nay mà ăn phô mai que rồi thì mai này ăn nem phô mai, thế ngày mốt thì lại ăn nem chua. Đấy, nó thay đổi chứ không phải là riêng vào chỉ có gọi với một cái món đi đâu. Thì mình rất là thích ăn cái phô mai bên trong thì mình thích cái cảm giác mà kéo phô mai ra ngoài. Mình là một người rất là thích ăn đồ chiên rán nên là phô mai que cũng là một thứ mà không thể bỏ qua trong cái list ăn vặt của mình được. Ở quê mình thì cũng có các quán ăn vặt nó có các cái món này, nhưng mà theo mình nghĩ là do cái nguyên liệu của từng quán thì cái hương vị của nó sẽ khác. Mình thấy ở đây ngon hơn vì nó có thể kéo sợi ra được và vị nó ngậy hơn.